Đây bây giờ Thiên Định sẽ đi một vòng nhau chị nhá. Đây bây giờ Thiên Định sẽ điểm danh để cô anh chị chúng ta biết được là chợ đêm có những cái gì nhá. Đây là gian hàng đầu tiên từ Highland Coffee này. Đấy, đây là những cái đồ ăn vặt này. Đấy. Thực ra Thiên Định mấy cái món này Thiên Định cũng không khoái ăn lắm. Chúng ta sẽ đi một vòng điểm danh xem là có những cái món gì. Sang bên đây thì là cái gì đây? Sang bên đây là bánh này bánh xèo à? Bánh tráng trứng, chén nướng. Đây là bánh tráng trứng rồi chị ạ. Đây, bên đây lại đồ ăn vặt luôn. Sang đây là xe food truck này. Xe này thì ở đây là đang bán nước ngọt. Dạ, mời cô ngồi bên này ạ. Đấy, ở đây là đang bán nước ngọt. Hàng kem Thái Lan anh ạ. À, kem Thái Lan à? Thì phải giới thiệu anh biết được. Đây là kem cô Thái Lan nha chị nhá. Có ba cô bé bán hàng rất là xinh này. Nếu anh chị có tới đây thì cho ủng hộ nhá. Đấy. Ở bên đây là bánh cuốn này. Đây chúng ta sẽ ăn bánh cuốn. Bánh cuốn nóng nhau chị nhá. Hôm nay là rất là đông vui luôn. Mọi người rất là đông vui luôn. Đấy. Hôm nay là các cái dịch vụ hoạt động hôm nay là bắt đầu tiên luôn đấy. Còn đây là bên này là trà sữa. Đây là trà sữa nha quý chị nhá. Bên đây lại những đồ nướng này. Bóng nhà đi quán. Đấy. Ông mày mở được khi nào? Quán cái gì mà quán ăn nhỉ? Là quán than. À đây là đồ nướng. Chị ơi, chồng quá là cái nào ấy? Là bò nước này. Đấy. Đây là đồ chơi trẻ em của chị ạ. Bên đây là Hải Âu 1 thương mại dịch vụ. Đây là cà ri bếp lộc là cái gì ta? Quán này lại là quán nướng à? Tiếp theo là xiên nướng này, xiên nướng Thái này. Rất nhiều xiên luôn. Đấy. Bên đây là gì đấy? Dolphin cũng là đồ nướng luôn. Đấy, chân gà nướng. Anh một chút. Thế rồi, sẽ cho anh ngồi. Sang bên đây là lẩu à? À không, đây là trái cây à? Trái cây tươi. Đây là hoa quả. Đấy, cô bé bán trái cây rất xinh luôn. Mọi người thấy ủng hộ nha. À, ở đây là nó sẽ có hai dãy cả bên kia và bên này cho cô chị nhá. Đấy, bên đây là đồ ăn vặt này. Xiên này. Toàn xiên thôi. Đây là đặc sản Phú Quốc này cô chị ạ. Đặc sản thì ở đây thì mình thấy xem nào. Đây là có muối hồng tiêu này. Sáng lợn mắm thuốc này. Trong em mua vừa hôm nọ em bay về cái gì chu su nước mắm. Đây là chuẩn rồi, và đây làm sao dám. Đây có dịch vụ cả xe kéo này. Là bây giờ như này, tí nữa tầm khoảng 2 giờ hết dịch vụ là chúng ta sẽ tất cả xe sẽ được kéo vào trong nhà để xe bến xe buýt ấy. Đấy, thì đây là có dịch vụ xe kéo luôn nha chị nhá. À đây là có mực khô này. Anh em nào muốn ăn mực khô mà uống bia ngồi đây thì tuyệt vời luôn. Ở đây là cũng ăn vặt luôn. Đồ ăn vặt. Rất nhiều món ăn vặt. Đúng là đi chợ đêm là chỉ có ăn vặt thôi.
con đi bố đi hẳn luôn. Ở đây. Ở trên rồi. Bố đi một vòng rồi 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 đấy. Còn đây là cái quán gì đây? Dưa, đào. À cái này là nước. Nước. Đây tí nữa sẽ là khai trương cái này. Hôm nay khai trương ngày đầu tiên đây các chị ạ. Ở đây có hàng quần áo này. Mình mấy người anh? Ba người. Chị ơi bốn người này. Đây, như nhà hàng này là hưởng lợi rất là hay này. Nằm ngay trong phố chợ đêm, rất là đông đúc và sầm uất luôn. Đồ nướng Trung Hoa. À đây có món hải sản này. Cô có lầm hai này. Đây có cả hầu với chị. Hải sản. Ơ con ơi. Đây là đồ nướng nha, đoạn đầu là đồ nướng này. Chợ đêm rất là đông vui luôn. Ra đây là trà này. Đấy lên trên đây là mọi người đang chuẩn bị khai trương. Đấy. Chuẩn bị chương trình khai trương, nghe ca nhạc. Ok. À đây có shop hoa này chị ạ. Hoa và cây. Còn đây là con mới thấy hoa mà có cây lắm. Cành đào mật ong. Tắm trắng à? Đây là hải sản này, nước này hải sản này. Đây là gậy bia. Bên đây là shop quần áo. Đi rồi, ok. Đi để chị kết nối cho nó, tại vì chị đang sang đường nhưng mà để không nhìn thấy cái nhà này. Đi ra chợ đêm mà cũng nhiều cái hay lắm cô chị ạ. Đấy đây là tổ yến này, yến, nước yến. Vàng. Cái vịt vàng Pháp thực phẩm Âu. À đây là vàng nhỉ. Còn đây là món gì đây? Còn đây là còn các co đồ thực phẩm. Chuẩn bị ra nghe ca nhạc của chị chẳng. Sao đây? Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, ra đây là đặc sản Phú Quốc. Rồi ok, đi thẳng. Đấy. Đây là những cái món đồ là ăn. Bên đây là những cái trạm sạc xe điện. Cái đoạn trên này thì là chưa thấy gian hàng. Ok xong rồi chúng ta quay lại đi. Quay ra bên này bỏ ngôi nhỉ. Ok.
rất là bốc luôn. Đâu mà ngô đâu nhỉ? Ok, Thiên Định xin chào toàn thể quý chị nha. Bây giờ Thiên Định cùng với gia đình của mình đi là dạo quanh một vòng lại xem các bạn nhỏ thích ăn cái gì. Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video của Thiên Định. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý chị chúng ta ở những video tiếp theo nhé. Thiên Định xin chào.